Khi mà trẻ chúng ta làm những điều này thì khi về già chúng ta sẽ đỡ khổ hơn. Và mọi người có tin vào tử vi không? Tử vi thật ra nó là một môn khoa học ấy, nó sẽ biết được ra là xem là chúng ta cái khả năng mà chúng ta nhạy cảm với những cái môn gì, chúng ta có khả năng với những cái công việc gì. Và hơn thế nữa thì cũng có một vài những người xem là người ta biết được rằng là cái người này khả năng họ sẽ đi theo những cái này và khả năng là họ sẽ có thể có những cái xảy ra cái gì trong cuộc đời. Thì hoàn toàn nó là một môn khoa học chứ nó không phải thần bí tâm linh gì nó quá ghê gớm. Nhưng có một cái mà bây giờ nó đang được thái quá lên, tức là người ta xem và người ta tin chắc chắn 100% không, tử vi nó chỉ là những cái con đường vẽ ra khả năng thôi. Tức là đi đến cái ngã ba đấy đúng không, mọi người có ba cái hướng thì chúng ta đi theo cái hướng nào hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân mình, và cái tử vi nó không quyết định được xem là mọi người đi theo hướng nào, mà nó chỉ cái vạch ra những cái con đường đấy mà mọi người hoàn toàn có thể lựa chọn. Ví dụ chúng ta sinh ra đấy, trong chúng ta không được quyền để chọn cái gia đình, cái kinh tế gia đình, lúc đấy chúng ta không thể được chọn cái địa lý gia đình, thì đấy được gọi là cái, có thể gọi là cái tử vi nó sắp sẵn ra những con đường mà mình có thể đi qua. Nhưng cái việc lựa chọn đi như thế nào là do mình. Nhưng mà mọi người cứ thế bảo cái này là do số rồi, ôi cái này số tôi đen đủi rồi, tôi chả có, tôi bận gì mà phải cố gắng đúng không, số như thế rồi không thể giàu được, không thể sung sướng được. Thì cái này là tự mình chặt đứt đi những cái mà mình có thể có được trong cuộc sống. Không một cái gì, không một cái thượng đế nào, hay là không có một cái đấng nào ở trên mà sẽ quy định cái cuộc sống của mọi người nằm trong tay của mình hết. Chỉ là khi mà mình cái vốn tự có của mình, cái sinh ra của mình, cái vạch xuất phát của mình nó thấp thì mình phải cố gắng hơn người khác nhiều lần thôi. Còn nếu như cái những cái bạn mà bạn sinh ra từ vạch đích thì ok đấy, mà bạn kể chẳng cần cố gắng, bạn cũng vẫn có đủ cái kinh tế mà bạn ấy sống cả cuộc đời, nhưng bạn sẽ có những cái bài học khác. Còn bản thân mình khi mà xuất phát thấp thì mình phải cố gắng hơn người khác. Và bác sĩ Hoa thấy rất là nhiều những người trong cuộc sống lá số tử vi của họ không tốt, nhưng mà họ cố gắng họ ấy, mà mọi thứ và nó chứng minh ra cái câu là không có cái gì qua được cái bàn tay của mình, qua được cái sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình cả. Chỉ bản thân mình khi mà mình cố gắng từng ngày, cái gì mình cũng có được cái sự tự lập ở trong trong con người của mình, thì chắc chắn mọi lá số tử vi nó sẽ dẹp sang một bên thôi. À, chúng ta tự có thể làm cho mình cảm thấy hạnh phúc, chúng ta tự kiếm tiền để chúng ta mua những cái túi mà chúng ta thích, mua những cái đôi giày mà chúng ta muốn, chúng ta đi tới những nơi mà chúng ta muốn, chúng ta biếu cha biếu mẹ, chúng ta làm những thứ mà chúng ta thích, thì không có cái gì có thể làm cho chúng ta không hạnh phúc được nữa cả. Chỉ có những cái người mà ôi, số tôi khổ, số tôi thế nọ thế kia, và dựa vào cứ cứ ngồi đấy và than thân trách phận, xong rồi tin vào một cách mù quáng á, thì cái gì cũng muốn dựa dẫm. Cái mà tại sao em lấy chồng mà nhà chồng em giàu thế, lại nhà chồng em không cho em tiền, tại sao em không lấy được chồng giàu ấy, tại sao cái công việc của em nó không được thuận lợi. Nhưng mà mình phải nhìn vào bản thân mình nhá, tại sao người ta không cho mình tiền, vì thấy mình ăn chơi sa đọa, mình cho mình tiền thì mình cũng sẽ tiêu hết thôi, mình không tiêu một cách chỉn chu, mình không tự làm ra tiền thì người ta tội gì người ta cho mình đúng không. Làm gì có, trên cuộc đời này không có ai ngoài bố mẹ mình làm ra tiền để cho mình tiêu cả, kể cả chồng mình, kể cả bố mẹ chồng hay là những người xung quanh, chắc chắn sẽ không cho một cái người mà chỉ biết tiêu không biết kiếm tiền ra. Hay là cái tại sao công việc của em nó lại không thuận lợi, lá số tử vi của em không tốt, mình xem lại xem bản thân mình thì cái kỹ năng của mình thì đâu, mình có thường xuyên trau dồi hay không. Bây giờ thì có người ta cần cái máy tính, cái kỹ năng vi tính, cho bác sĩ Hòa biết rất nhiều các bạn sinh viên hiện tại bây giờ ở đến Word này, Excel các thứ các bạn không biết được cái gì, hoàn toàn phụ thuộc vào bây giờ cái này, bây giờ lên trên mạng cái là có. Nhưng mà khi mà động tay vào việc các bạn không biết làm cái những cái đơn giản, các bạn không có được cho mình cái sự chuẩn bị để bước vào những một công việc, cái khả năng cọ sát không tự chuẩn bị, trau dồi khả năng ngoại ngữ cũng không, cái kiến thức chuyên ngành cũng không, chỉ có muốn là để đấy bố mẹ xin tiền bố mẹ tiêu, rồi nay mai đến lúc bố mẹ không cho tiền nữa thì không biết xin ai nữa cả. Rồi khi mà tại sao các mối quan hệ xung quanh của mình cũng cảm thấy nó không được thuận lợi, mình phải xem bản thân mình có thú vị hay không, mình có yêu thương bản thân mình hay không, hay là mình là một người nhạt tuệch cứ ngồi chờ này, đến đến cái lúc nào mà đến giờ cơm thì ăn cơm, đi học thì đi đi học, rồi đi làm thì đi làm, nó cứ lững lờ trôi như thế này thì bản thân mình còn cảm thấy không thú vị với cuộc đời của mình thì làm sao mà có thể thấy được những cái mối quan tâm ở bên ngoài họ thấy mình thú vị được. Nên mọi thứ nằm ở trong bàn tay mình, không có một cái lá số nào và cũng không có ai quyết định cả. Mọi người đức năng thắng số, nên là cứ phải tập trung vào bản thân mình vui hơn, mình khỏe mạnh hơn, mình có kiến thức hơn, mình cảm thấy cái cuộc đời của mình thú vị thì tự nhiên mọi người sẽ thấy tất cả mọi thứ xung quanh nó sẽ thú vị theo, nó sẽ dễ dàng hơn, và trong đấy có cả công việc này, tình yêu, gia đình và mọi mối quan hệ.